Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều nay Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quân chủng Phòng không Không quân được thành lập năm 1963 từ Ban Nghiên cứu Không quân và Trung đoàn Pháo cao xạ đầu tiên. Trong thời chiến hay thời bình, Quân chủng Phòng không Không quân luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng chủ lực, nòng cốt quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân chủng đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng, kiên cường, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc. Thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ Phòng không Không quân, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã đóng góp to lớn công sức, trí tuệ, mồ hôi và xương máu giành lại độc lập cho dân tộc. Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sở Chỉ huy K-99M, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng Phòng không Không quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, bảo vệ vững chắc bầu trời, biển đảo của Tổ quốc, tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đồng cam cộng khổ, sẻ chia, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo. Nêu rõ tình hình thế giới, khu vực đang và sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng gia tăng. Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đối với Quân chủng Phòng không Không quân đặt ra ngày càng lớn. Quân chủng cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Phòng không Không quân trong chiến tranh hiện đại và xây dựng thế trận Phòng không Không quân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thì đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, rà soát toàn bộ các mục tiêu, yêu cầu phấn đấu về đích sớm so với những yêu cầu mà Đảng đã đề ra, quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc để tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả trọng tâm những cái kế sách trong xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận Phòng không Nhân dân, Không quân toàn dân rộng khắp vững chắc, nhiều tuyến, nhiều tầng, khép kín các cái mục tiêu khu vực chiến lược cũng như toàn bộ lãnh thổ quốc gia, vùng trời Tổ quốc, củng cố tiềm lực, sức mạnh, phương thức tác chiến phòng không hiện đại. Quan sát của các đồng chí với những hoạt động này, tôi nói là rất yên tâm về cái việc đó. Đấy là cái nỗ lực cao nhất của các đồng chí trong cái điều kiện bối cảnh đất nước còn khó khăn. Chủ tịch nước đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch nước cũng đồng thời nhấn mạnh, quân chủng phải chủ trì và phối hợp với các lực lượng khác làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, vươn tới làm chủ không gian vũ trụ, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.